Hello cả nhà, xin chào mọi người. Mình đang ở nhà sách Anil Plaza và tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm trong cái dịp Noel Giáng sinh này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cây thông Noel, cây thông loại ba lá màu xanh. Cây thông này thì cao 1m8. Cây thông được trang trí một số phụ kiện rồi, có chữ Merry Christmas này, có châu, có những vài chuông, và cả đèn, đèn led bọc bi. Thì hiện tại tại nhà sách Anil Plaza có rất là nhiều loại thông, và cái thông này thì được bán với giá là 1.097.000. Video lấy đi.